Lực lượng công binh tại tỉnh Thanh Hóa vừa tiến hành di rời và hủy nổ thành công quả bom nặng 250 kg tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Quả bom được phát hiện trong khi xây dựng tôn tạo đình làng thuộc địa phận thôn Nam Thôn, xã Hà Tân, Lực lượng công binh xuống hiện trường tiến hành xác minh và kết luận đây là loại bom xuyên phá nặng 250 kg do máy bay Mỹ thả xuống trong chiến tranh, đồng thời phối hợp với bộ đội và dân quân địa phương vận chuyển di rời quả bom vào hủy nổ theo đúng quy định bảo đảm an toàn tuyệt đối.